Happy New Year. Hello cả nhà, chúc mừng năm mới. Hiện tại là đêm giao thừa, thì không có gì hơn kính chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và sự như ý. Và cũng như là rất cảm ơn cả nhà, gia đình, bạn bè, các em, các anh, các chị, các cô, các chú đã ủng hộ kênh YouTube của em, những lượt like, đăng ký và chia sẻ của động lực lớn để cho em tiếp tục cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, bạn tự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc, không biết phát xôi.
hello cả nhà. Hiện tại là bây giờ là đang giao thừa, tối 30 giờ mình đang cúng để mà đón chào một cái năm 2023 sắp tới. Hy vọng năm 2023 là một cái năm mà sẽ đem nhiều may mắn tới tất cả mọi gia đình, được công ăn chuyện làm tốt nè, sức khỏe nè, những cái gì mà tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong năm 2023.